Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị, anh chị em cùng toàn thể các bạn. Ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi lại về thêm cho các bác một con hàng siêu hot, cực kỳ là hot các bác nhá. Một chiếc xe phân khúc hạng B của dòng Hyundai. Và đây chính là một chiếc Hyundai Accent đời 2020, đời cao siêu lướt, số sàn bản đủ, xe trang bị động cơ 1.4. Một chiếc xe mà zin cả xe luôn, máy số zin, cột kèo keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Lốp theo xe còn nguyên cả dàn anh chị em nhé. Sau đây thì em sẽ đi vòng quanh xe một vòng để cho anh chị em ngắm tổng thành form dáng sơn si ngoại thất bên ngoài của chiếc Hyundai Accent đời 2020, đời cao siêu lướt, bản đủ số sàn, một chiếc xe phân khúc hạng B của dòng Hyundai mà dạo gần đây Hyundai Accent đang nổi lên như cồn các bạn nhé, cùng với cả Kia K3. Về chiếc xe nào bán chiếc xe đó cực kỳ là hot anh chị em nhé. Ở đằng sau xe thì em này được trang bị camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau, giúp cho các bác khi lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp thì chúng ta sẽ kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn với camera lùi, và 4 cảm biến lùi phía sau sẽ cảnh báo va chạm sớm cho anh chị em. Và như anh chị em có thể thấy là sơn si đèn đóm từ bên phụ và bên lái đây, xe còn rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn, bóng loáng anh chị em nhé. Xe trang bị 4 la răng đúc và 4 phanh ABS, tay nắm cửa được ốp mạ chrome và tích hợp nút mở cửa thông minh, sinh nhan báo rẽ trên gương. Cụm đèn thì em này được trang bị ở cụm đèn pha là cụm đèn bi siêu sáng, kết hợp đèn halogen và có giải đèn nét định vị ban ngày. Đèn gầm cũng là đèn bi. Và như vậy thì em đã đi hết một vòng chung quanh xe để cho anh chị em ngắm tổng thành form dáng sơn si ngoại thất bên ngoài của chiếc Hyundai Accent đời 2020, đời cao siêu lướt này rồi. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán với giá là 445 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng, giá vẫn còn bớt. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966, hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này, mang lại cho anh chị em một chiếc xe đẹp tuyệt vời, long lanh xuất sắc, không nhanh tay. Mua ngay một chiếc xe chất lượng như thế này thì hơi phí anh chị em nhé. Và bác nào chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage, nhớ đăng ký kênh và follow fanpage giúp em để không bỏ lỡ, bỏ qua những video chi tiết về những chiếc xe mà bên em cập nhật liên tục. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong phần nội thất của chiếc Hyundai Accent này. Và đây, nội thất sáng choang, đẹp kinh còn luôn các bác nhá. Nội thất bên trong quá là đẹp luôn, rất là đẹp, chất lượng thì tuyệt vời luôn rồi các bác nhá. Đây, các bác nhìn này, quá là chất lượng luôn. Đấy, cái ốc bản lề đấy nhá, nguyên màu sơn, ốc răng cửa nguyên màu sơn, zin hết cả xe nhá, ốc màu này zin hết cả xe luôn rồi. Em này ghế bọc da hai tông màu, nhá, ghế bọc da hai tông màu, màu đen và màu kem, nguyên zin nguyên bản theo xe, zin đét luôn. Xe được trang bị màn hình giải trí 7 inch, đề nổ thông minh laptop, vô lăng có đàm thoại rảnh tay, nhận diện giọng nói. Vô lăng được bọc da rồi, củ số rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, củ số còn rất là đẹp nhá. Điều hòa hai vùng nóng lạnh, được chưa? Chân nỉ nguyên bản theo xe. Quá là đẹp luôn rồi anh chị em nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cái da ghế này, mới cứng, mới kinh con luôn anh chị em nhá, mới kinh con luôn. Đấy, màn hình này giúp cho bác nghe nhạc, xem phim giải trí thoải mái luôn. Đấy, và như vậy thì em đã review ở bên trong nội thất rồi, các bác có thể nhìn thấy tổng quan bên trong nội thất. Về hệ thống an toàn, em này có túi khí an toàn trên khoang lái này nhá, có cả cân bằng điện tử chống trơn chống trượt luôn, cho các bác khi đi trời mưa hoặc là đường trơn sẽ an toàn hơn khi có cái chức năng cân bằng điện tử. Rồi bây giờ em sẽ review mặt chất lượng của xe, thì vừa nãy em đã quay cho các bác cái ốc răng cửa này rồi, thì anh chị em có thể nhìn thấy là nó còn nguyên màu sơn luôn, ốc bản là trên, ốc bản là dưới. Nói chung là những con đời cao siêu lướt này thì chẳng không cần phải mô tả nhiều, chỉ quay qua thôi
chứ còn nó zin cả xe rồi các bạn nhá, zin cả xe. Đây là phần chỉ đấy ạ, không mất một phần chỉ nào anh chị em nhá, không mất một phần chỉ nào luôn, zin đét luôn. Và cái phần ốc giằng cửa này các bạn nhìn này, à, ốc bàn lề này, ốc bàn lề cột giữa bên phụ nhá, đấy các bạn nhìn đây, zin đét luôn, zin chặt chẽ, được chưa? Khóa này khóa mới cứng, khóa mới cứng luôn, khóa mới cứng. Rồi bây giờ xuống cánh đằng sau, xuống cánh đằng sau bên phụ này các bạn nhìn này, đấy, máy con ốc giằng cửa các thứ là còn nguyên zin, chưa có hiện tượng là đụng chạm gì vào con ốc cả, còn rất là mới các bạn nhá, rất là mới luôn, đẹp kinh con rồi. Và đây là phần chỉ này, đấy. Là răng đúc còn rất là đẹp các nhá. Đây, cái quả là răng đúc này, quay xa một chút cho các bác xem. Đấy, răng đúc rất là đẹp, phải nhà bé đây, mới kinh con luôn nhá. Lốp teo xe còn nguyên cả dàn, thấy chưa? Lốp 2019 nhá, lốp teo xe luôn. Anh nhìn này, răng rãnh này, bè rãnh theo mũi đây. Cái quả lốp này nếu mà bác nào mua về mà chạy nhiều, nếu mà chạy nhiều nhá, công việc mà chạy nhiều thì vẫn đi được khoảng năm hơn năm nữa, các nhá, năm hơn năm nữa là các bác vẫn đi bình thường. Còn nếu anh chị em chạy ít thì ít nhất phải 2 năm nữa các bác mới phải thay quả lốp rồi cơ. Lốp teo xe vẫn còn zin đét. Và bây giờ đi ra đằng sau cốp xe cũng khá là rộng, rất là rộng, phần cụm bê. Và chiều sâu của cốp thì em này chiều sâu của cốp đây, đấy, chiều dài cơ sở nó cũng khá là dài. Nên là cái cốp xe đằng sau này em sờ tay vào chưa chạm được đâu nhá, chưa chạm vào cái phần lấy cốp này đâu các bác ạ. Dạ. Quay đến phần chỉ trong này, các bác nhìn này, chỉ trong đây. Zin đét luôn rồi nhá. Zin đét luôn rồi, bên này nữa. Sang cái phần máng nước các thứ này. Máng nước bên phụ bên lái các bác nhìn này. Đấy, cũng zin đét luôn nhá. Nguyên zin nguyên bản. Được chưa? Bên này nữa. Đấy, hai bên phần máng nước này nhá, zin đét luôn. Xuống phần chassis gầm bệ bên dưới chắc chắn nó không ăn gì mới mọt rồi, em chỉ quay review cho bác thấy thôi, review cho bác thấy là nó không có hiện tượng hàn cắt ghép nối nhá, không có hiện tượng hàn cắt ghép nối gì luôn. Đấy, còn rất là chắc chắn và cứng cáp. Đấy, 2020 thì làm sao mà hàn gì được, quay xuống cho bác xem thôi. Và sang phần thân bên lái, và phần ốc giằng cửa các thứ cũng như là ốc bản lề thì nó cũng còn nguyên zin, chưa có hiện tượng là đụng chạm cà lê hoặc là khẩu đưa vào đây để vặn ra các nhá, chưa có hiện tượng là đụng chạm cà lê hay khẩu là đưa vào đây vặn ra, còn ốc còn zin đét. Và phần chỉ này, phần chỉ này nhá, dạ, nguyên zin luôn, zin đét luôn. Và đi lên phần cánh trước này, lên phần cánh trước bên lái đây, các bạn nhìn đây. Đấy, ốc giằng cửa này, ốc bản lề dưới này, cái ốc bản lề trên thường cái cánh bên lái là rất là khó quay. Đấy, thì em quay cái ốc bản lề dưới. Và các bác nhìn này, đây nhá. Đấy. Cái ốc bản lề cái cột đây nhá, cột giữa bên lái này nhá, zin hết, được chưa? Zin đét luôn. Và sang quay sang phần chỉ của cánh trước, đấy, phần chỉ của cánh trước bên lái này nhá, zin đét luôn rồi. Bên này thì trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện ở cái mặt bậc tắp đi cánh bên lái, có cân bằng điện tử chống trơn chống trượt, đấy, có cân bằng điện tử chống trơn chống trượt. Bây giờ em sẽ vào bên trong phần khoang động cơ. Đây, con động cơ này các bác nhìn này. Tất cả những cái ốc chân máy. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? À, đây này. Các bác nhìn đây. Đấy, thấy chưa? Các bác nhìn này. Ốc A các thứ này.
zin keng luôn, zin chặt luôn nhá. Đấy. Máy móc nguyên zin 17. Máy đây. Đấy, hộp số đây nhá. Các thứ này, tất cả những chi tiết của nó, chi tiết nào cũng còn nguyên hết. Không một chi tiết nào là không còn màu sơn. Ngay cả những cái giắc điện này. Không một chi tiết nào không còn màu sơn. Zin hết cả xe. Anh nhìn chưa? Và quay lên phần chỉ này. Đấy, chỉ cabo đây nhá. Các bạn nhìn đây. Anh chị em thấy chưa? Nguyên zin hết nhá. Tất cả những cái giắc điện, những cái chi tiết này, không có một chi tiết nào nó không có màu sơn. Ngay cả cái hộp cầu chì này, cái hộp cầu chì này, ly nông chiếu bóc. Các bạn nhìn thấy chưa? Mình chưa khui cái hộp cầu chì này cơ, sơn trước vẫn còn nguyên hết. Dạ vâng. Và như vậy thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể anh chị em một chiếc Hyundai Accent sản xuất vào năm 2020. Số sàn bản đủ, xe trang bị động cơ là 1.4, chạy tiết kiệm nhiên liệu, phân khúc hạng B, sedan 2 đầu. Và giá bán cho chiếc xe này là 445 triệu đồng, vẫn còn thương lượng, vẫn còn giá bớt. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966 anh chị em nhé. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Một lần nữa thì em xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.